Đấy, cầm cầm đây nè, đưa đây con đút túi quần này. Các bác thân mến, hôm nay thì mùng 4 tháng 5 em bắt đầu ship đi Yên Thành, Nghệ An và ship đi Sơn Dương, Tuyên Quang. Thì em làm cái clip này để cho hai khách hàng đó cũng biết được là nguồn giống và cũng như là cái quy trình đóng gói gửi đi. Đấy. Thì các bạn đang xem đây là cái cơ sở trang trại tại nhà đồng chí Thao chim cu gáy hay. Số điện thoại là 033 530982 và 0989 177982. Đây là giai đoạn úm và hôm nay thời tiết nắng ấm thì em bắt đầu cho ra ngoài để cho nó ăn cát rồi tắm nắng. Đó. Sau đây xin mời các bạn theo dõi cái quy trình mình đóng hàng. Và các bác đây là gửi 2, 4, 2, 4 6 và 245. Như vậy là cái thùng gửi đi Tuyên Quang là 2. Đây các bạn nhìn cho rõ nhé. Đây là 6 con, 2 4 6. Và thùng này là 5 con. Tất cả những con này được tuyển chọn theo đúng yêu cầu của bạn Huyền. Thì mình sẽ đóng niêm phong vào đây. Bàn ra. Thiếu đây. Đây anh dán cho. Kiểm đi. Anh đây. Thuốc là của Nghệ An. Thùng này là của Nghệ An. Đây, dán như này vào đây đi. Mười một con, đây sáu, đây năm, ok. Thế thôi, chỉ thế thôi. Đây là đi Yên Thành, Nghệ An này. Các bạn kiểm giúp cho mình nhé. 2, 4, 6, 7. Như vậy là thùng này là 7, 2, 4, 6, 7. Rồi, đóng nắp, niêm phong. Tám đây nhìn lại này, 2 này, 3 này, 4 này, 5 này, 5 con với 3 con bên kia là 8. Rồi đấy, và cho thùng kia ra đi để chờ con chờ. Bê ra đường đi, bê ra đường đi. Báo cáo với các bác là đây là cái khoảnh khắc mà em đang đứng ở ngoài đường để em gửi con giống đà điểu cho các bạn. Thì báo cáo với các bạn là ví dụ như đây là em ghi là Nghệ An, đây là Nghệ An, đấy, đây là ở Nghĩa Thịnh, Nghĩa Đàn, Nghệ An. Khách hàng của chúng ta hôm nay là 0963 04
2221. Khách hàng này đã chuyển khoản đủ rồi. Và đây là số lượng là 15 con. Đó. Thì đó cũng là một cái thông tin để cho khách hàng biết là mình đã gửi hàng ngày hôm nay. Đây là những con chú đà điểu giống của chúng ta. Đây, thùng này là Nghệ An. Nghệ An 15 con. Đây là về Sơn Dương Tuyên Quang. Tuyên Quang. Như vậy là những cái việc mà gửi đi rất quan trọng, rất đảm bảo cho các bạn. Mọi chi tiết các bạn cứ liên hệ thẳng với đồng chí Thao, số điện thoại là 0335305982. Còn một thùng nữa. Hả? Được gì đằng sau thì được 3 thùng thôi. Mô vừa mà sao nay không vừa này này. Vừa thì bà làm cái cốp cái lại lá cái góc kia là quan trọng, cái góc nó có vào được đâu. Thùng này có ít con này, thùng này có 4 con này cho lên trên được. Đấy, 26 đây. Như vậy là đà điểu và chim đã lên xe nha các bạn nhé. Yêu sao tiếng gáy chim cu, gầy đà bể nước lời ru của bầm.